cho mọi người. Định nghỉ ngơi nhưng mà nghĩ là sợ ngày mai là nhiều việc hay có lịch học á, cho nên Mary lại không có có hướng dẫn được, cho nên là đã hứa rồi thì Mary sẽ hướng dẫn với mọi người nha. Rồi mọi người thấy Mary không ạ? Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ làm cái marble này bằng cái xếp cồn loan ha mọi người ha. Thì ở đây là Marina hướng hôm nay sẽ hướng dẫn đúng những cái màu này. Đó, ok ha. Rồi. Mary tạm thời Mary để đó. Bây giờ trước khi mình làm cồn loan đó thì mình sẽ phải mở mấy cái chai này, chai cồn ra sẵn ha. Mình có màu nào mình dùng màu đó cũng được, nó đều đẹp ấy. Trong cái màu sắc để vẽ thì nó không có thể nào mà nói là cái màu nào đẹp màu nào xấu ha mọi người. Mọi người đâu rồi ạ? Máy của Mary không có. Vân, ok Vân. Vân nhớ canh cái tay của cô nha. Sao cô không thấy, cô không đọc được comment ha. Mọi người đâu rồi ạ? Đỗ Yến, hello Đỗ Yến. Trên cái máy chính của Mary nó đứng im luôn, nó không có, nó không có, có gì hết, nó không có báo cái gì hết trơn á. Mary phải coi qua một cái máy này nè thì nó mới báo nè mọi người, cho nên nhiều khi thấy Mary không trả lời, không chào lại mọi người á, không có đáp lại mọi người á, là không phải là do Mary không có muốn chào hoặc là không có trả lời mà là nó bị ẩn nha. Rồi Mary sẽ, vậy thì hôm nay á thì là do dịch bệnh á, cho nên là mọi người nhớ cẩn thận nha. À, đừng có đi đâu hết. Lan Đặng, chị chưa khỏe. Lê luyến gì, chào cô. Ừ chào em nha. Không biết sao, chắc là tại vì nhiều khi cứ mấy bữa trước á, xong rồi Mary cứ đi gần tới nhà xong rồi nó mưa, cái mình thấy gần tới rồi mình chơi luôn, mình ào mình đi luôn, mình chạy mà mình cũng dính một chút xíu, nước mưa, đâm ra là nó bị vậy á mọi người. Mọi người ăn cơm chưa? Rồi hôm nay thì mình sẽ làm những cái mình sẽ chuẩn bị những cái móng như thế nào này ha. Thì ở đây Mary sẽ làm cái này nó rất là nhanh. Cho nên là Mary không có làm một cái được mà Mary phải làm nhiều cái để cho mọi người thấy nha. Thì đầu tiên á mọi người đã sẵn sàng chưa? Mọi người ở bên nước ngoài á trễ lắm rồi phải không? Mệt chưa, muốn đi ngủ chưa? Chưa muốn đi ngủ thì đi vô nói chuyện với Mary một xíu. Mary chia sẻ mình nhiều khi các bạn được các bạn yêu quý, các bạn dành cho những lời lẽ và những cái tình cảm tốt đẹp, nhưng mà nói, nếu mà nói mà Mary là siêu siêu cái gì thì thực sự là Mary không có dám nhận đâu. Để Mary hả, cái khả năng và cái tài của mình gọi là tài mọn, mọn là nó ít thôi, thì mình cái tài mọn của mình nó giống như mà nhiều khi mình nghĩ mình cũng không được một hạt cát nữa, mà nó nhỏ hơn một hạt cát, nó giống như một hạt bụi vậy đó. Thì cái quan trọng đó là mình rất là muốn chia sẻ với mọi người đó, thì mình chia sẻ chứ không phải là
Ví dụ như mọi người có yêu cầu và có mong muốn là Mary hướng dẫn giúp thì Mary sẽ giúp thôi. Không có vấn đề gì hết. Mary live stream ở đây là do Mary cảm thấy giống như là có ai cần mình đó thì mình sẽ làm. Ok, còn chứ không có dám thể hiện mình là cái gì hết ha. Mình chả là cái gì hết mọi người. Mọi người quý mình thì mình đền đáp lại cái mong mỏi của mọi người thôi nha. Ok. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu mình vô ha. Rồi trong trong cái quá trình mà làm á thì có cái gì sơ sót thì mọi người bỏ qua giúp Mary ha. Thì mọi người khi mà mình làm á thì mình làm cái này á khi mà mình làm cái marble này á mọi người thì mình để Mary nói sơ qua ha. Ví dụ như bạn nào mà mình làm bột á thì sau khi mình làm bột xong rồi mình để loan mình bay, hoặc là mình bay xong rồi mình để một miếng giấy bạc lên, mình bay mình để một miếng giấy bạc lên xong rồi mình phủ lại một miếng top nhẹ thôi đó, rồi bắt đầu mình làm ha. Còn bạn nào mà mình làm cái này là trên, tại vì Mary có làm trên móng dài và móng ngắn để mọi người nói chứ trời ơi, móng ngắn biết có làm ra không, móng ngắn mình vẫn làm ra được ha mọi người ha. Thì hả khi mà nếu như mình làm mà không phải mình làm bột mà mình chỉ là mình làm cái tay chân nước á, sơn treo á, thì mình vẫn lên một lớp bay, mình lên một lớp bay rồi mình sơn một lớp màu trắng, mình sơn một lớp màu trắng. Cái nền này thì Mary làm màu trắng thì mình sẽ sơn cái lớp màu trắng, và nhớ là mình sơn á, cái một lớp mình để cái phần cuticle này cho nó tròn một xíu vì mình chỉ đi một lớp thôi. Và ở dưới này á, nó dày nó mỏng không quan trọng mọi người, mà quan trọng là cái cuticle này á, khi mà những bạn làm sơn treo không á thì nhớ đi làm sao, hoặc nếu lỡ nó có tràn á thì lấy cây cọ vét thấm AC hoặc là thấm cồn chùi đi là lập tức nó sẽ tròn lại nha mọi người. Nếu như mà không cứ lấy cái tay mà vét vét nước sơn á, tại vì nước sơn thường đó mình vét bằng tay hoặc là mình nhúng cái tay vô AC một xíu mình vét cái nó đi liền. Nhưng mà nếu mà sơn treo á mà nó đổ lỡ mà nó tràn lên cuticle rồi á mọi người, mình lấy tay mình vét nó không có đi đâu, mà thậm chí nó dây ra nó dính á, nó dính trên cái da lát không cách nào chùi, và đợi đi tắm xong á rồi nước vô nó mới bung ra từ từ ha. Rồi thì mình phải vét nó lại tròn, và khi mình sơn một lớp gel lên rồi thì bắt đầu mình bỏ top lên, mình không, khoan, sorry, mình sơn một lớp gel trắng lên và mình ịn một miếng giấy bạc á mọi người. Giấy giấy bạc này nè mọi người, giấy giấy bạc nhúng này nè, nó rẻ dữ lắm, cho nên đó là mọi người hả ịn nó vô một chút xíu. Thì mình thích đó thì mình ịn nhiều, mình không thích đó thì mình ịn ịn ít. Thì cái này mà vàng hay bạc đều mình ịn đều được. Cái này Mary đó là Mary mình làm nó ngẫu nhiên thôi. Thì marble nó có theo một cái công thức nào đâu mọi người, nó có chạy theo một cái hình nào đâu mọi người, nó cứ chạy lung tung miễn nó ra cái vân vân là được. Dạ như Mary làm như nó sơn thủy vậy đó. Thì cái cách của Mary là như vậy. Ai mà cảm thấy hợp thì làm, còn không không cảm thấy ôi trời ơi có cái gì đâu mà thì lướt qua. Thì mình cũng chung quy là mình cũng chỉ muốn là chia sẻ với mọi người. Mỹ Mỹ chào cô Linh Hồ, chỉ có cô Mary là chia sẻ không giống nghe. Trời ơi mà các em biết làm sao không? Cái này á mà không giấu á mà mọi người còn khó học nữa, mà giấu rồi thì mọi người học kiểu gì đây? Cho nên nó là không có giấu nghề đâu, giấu cái gì mà giấu, mình giúp được ai mình giúp thôi, mình giúp người ta cũng giống như mình đang giúp mình á, mình giúp người ta làm được mình cũng được công đức vậy nha. Ok, rồi bây giờ thì mình đã sơn, mình ịn xong rồi mình phủ một miếng top lên, và mình khi nó đã cứng lại rồi thì mình lấy cái búp phờ này á mình nhám nó đi, mình chà nó đi. Mình chà thì ở đây Mary đã có làm sẵn hết rồi, và mình chuẩn bị luôn cho Mary một cây cọ, một cây cọ này nó cái cọ này nó hơi lớn. Loan Nguyễn chào em, Mộng Nhi hello cô Mary xinh đẹp. Mỹ Mỹ cô đang ốm nè, nhưng mà tại vì Mỹ biết sao không,
Ngày mai á, ngày mai ngày, ngày coi như là dạo này dạy online nhiều lắm cho nên là không có biết là ngày mai có làm được hay không, thì thấy giờ nó cũng chưa đến nỗi hồi sáng thức dậy thì nó mệt quá, bây giờ thấy nó ổn ổn thì thôi mình tranh thủ. Nghe cô bệnh lâu lắm mới thấy cô lại. Thì Marie ho, nhưng mà Marie chỉ ở trong phòng một mình, không có lây cho ai được đâu nha. Cho nên mọi người cứ vô chơi với Marie đi ha. Thì ok, thì hả, mình đã chuẩn bị xong rồi, mình chà rồi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng, đây là Marie sử dụng cái gel này. Cái gel này, cái xét, cô ơi, Marie không có bán cồn loang nha. Marie hôm nay không bán mấy cái này. Marie chỉ là vẽ, bán những cái đồ Marie vẽ thôi. Còn Marie sẽ hướng dẫn mọi người mua. Chứ Marie lát nữa cho cái hiệu đó thì mọi người mua, chứ Marie không có Lan Nguyễn xem live stream có like đúng không. Lan Nguyễn này nó hay dễ thương quá. Rồi mình sẽ cho một cái lớp, gọi là cái Marie xài nó là cái lớp mà nè, cái này là cái hiệu à, Di Câu nè, nó cùng một cái hiệu, nó cùng một cái hiệu với cái cây cọ của Marie nè đó, Y Câu ha. Thì Marie hay xài cái hiệu này lắm đó, thì mình lắc lên một chút xíu. Marie sẽ bỏ trước ở trên đây, Marie sẽ bỏ trước trên đây một một miếng cồn, một miếng cồn mà cồn nhũ ha. Marie cứ bỏ bỏ lên nè, lắc lắc nó lên nha mọi người, lắc lắc nó lên ha. Rồi ok, rồi ở đây á, thì ví dụ như Marie thường Marie á, sẽ đi á, một cái màu khác ở chính giữa và hai đầu là hai màu, nó như Quỳnh đâu có đâu, em mới mà Marie mới vô à. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ cho mình dặm nha, mình đừng có quét nè mọi người đó, mình dặm lên miếng rồi xong mình để đó ha. Rồi mình đi lấy cái màu xanh, mình để nhẹ, mình lại để nhẹ vô, mình cứ chấm đi cho nó muốn bay đi đâu nó bay ha. Rồi bây giờ mình đã được như vậy rồi đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái màu màu khác, màu tím, mà màu tím khác đó, nó ra rồi mình cứ chấm nhẹ 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 vô. Rồi mọi người thấy nè, ok chưa, mọi người thấy nó đã ok nè đúng không. Rồi bây giờ nó đã ở trên đây nè, nó đã được những cái màu mình cần rồi. Thì bây giờ mọi người chuẩn bị cho Mary một cái cây, nó cọ nó hơi to, cái cây này trong set màu nước mà số 6 nè đó. Ok, thì mình sẽ dùng cái cây này á Mary, cây này Mary để vẽ tranh treo tường cho nên cái đầu cọ nó hơi lớn. Còn bây giờ hả, nó hôm bữa làm nó bị méo, nó hư cho nên Mary bỏ ra, Mary sử dụng vào việc khác. Thì mình sẽ thấm một miếng cồn, đó là cồn nè mọi người, đây là cồn nè đó, mọi người thấm bớt cồn nhẹ đi một cái, đừng có cho nó đẫm nhiều quá thì nó chạy lung tung. Và bắt đầu là mình cứ di nhẹ nhẹ, mình để vô là mình điểm nè đó. Khi mà mình chấm, mọi người thấy nè, chấm chấm nhẹ nó ra, chấm chứ đừng có chà quá nha. Mình sẽ chấm để cho màu nó lam lam, nó tung cái màu ra và nó đi theo những mình đẩy màu nè, nó sẽ có những cái đường gân đó mọi người thấy không. Mình đừng có chà, tại vì nếu mà theo cái cách của Marie mà Marie sử dụng cái sản phẩm này là Marie không có chà nha mọi người, mà làm đó, tới đây đó là nước nó đã khô rồi, mình lại đi lấy một xíu cồn nữa đó, mình để một cái bình cồn kế bên. Thì mình đó, mình đẩy màu nè, nhưng mà mình cứ chấm ở chính giữa nè, mình chấm mình lùa màu, cái này nó giống như là sơn màu nước mình vẽ màu nước đó mọi người. Thì ở đây nước nó có, mọi người thấy nó hơi nhiều không, hơi nhiều thì mình lại chấm cây cọ, mình bớt cái cồn ra đó. Thì mình cứ chấm nhẹ nhẹ, mình đẩy nha, mình đẩy màu nó cho nó có khoảng khoảng tối và những cái khoảng sáng, và nó có những cái đường gần như vậy đó. Thì mình còn cái này mà nó hơi đậm á thì mọi người thoang tan nó nhẹ nhẹ ra một chút xíu đó, ok chưa nào. Đó mọi người thấy không, tức là vậy mà mọi người á, là Mary thấy mà có một số học viên của Mary á, là bị một cái tình trạng như cái thời điểm này Mary xin phép Mary không có trả lời comment nha, mà Mary sẽ hướng dẫn nói luôn ha, là mọi người á, biết sao mọi người cứ dùng á, khi mà bỏ vô cái mọi người chà 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 dặm 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 tùm lum dặm không theo một cái hình thức nào hết, và cuối cùng nó sẽ ra một cái hình là gì, nó bị trộn màu, nó bị trộn màu chứ nó không ra được những cái vân như vậy đó. Mọi người cứ thấy là đẩy màu ra cho Mary đi, đẩy màu để cho nó có những cái đường vân đó, đó những cái đường vân là
Tại vì cái vân đá, nếu mà màu không thì người ta gọi là đá màu, còn mà gọi là người ta gọi là vân đá thì trong đá nó phải có vân, nó phải có những cái vân vân lên, là vân vân là những cái đường nó nhẹ 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 nhẹ, nó lam lam lam, là mọi người đó. Thì mọi người thấy không, rõ ràng là Mary làm cái này nó quá là đơn giản luôn, đúng không? Rồi Mary dừng lại, Mary đã coi ha. Dùng AC được em, còn cồn á là alcohol đó Loan Nguyễn. Em dùng tất cả cái gì cũng được hết, tất cả cồn hoặc AC đều được hết, nhưng ở đây là Mary dùng cồn ha mọi người ha. Thì thấy không, là một cái mẫu Mary dùng nè, thấy không? Rồi bây giờ chưa xong đâu mọi người, bây giờ là mình đã thấy là mình muốn cái phần nào mà nó sáng là nó sáng, phần nào nó tối là nó tối rồi, đúng không? Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ thêm một chút xíu màu trắng vô. Đây là cồn trắng, nó đẹp hay không là do cái cồn này nó quyết định một thêm một phần, cho nên là mọi người nhớ nha, bỏ thêm cái này vô nữa thì nó mới ra. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ, mình cô Marie sẽ bỏ, Marie bỏ ngẫu hứng lắm mọi người, thì hả Marie thích ở đâu Marie bỏ ở đó à. Đó thì mình cứ bỏ bỏ vô đi, mình cứ dập đại vô đi đó, nhưng mà đừng có dập, mà dập đại nhưng mà là mình không theo một cái gì, nhưng mà nó vẫn phải vừa phải thôi. Rồi mình vẫn phải lấy một cây cọ đó, mình đẩy, mình dầm á, dạng như mình dầm màu nó ra đó đó, và nó sẽ ra được những cái vân trắng trắng rất là xinh đó. Ok nè, đó nó đi rất là nhẹ nhàng, mình cứ di di mình phá. Tại vì khi mà hồi nãy á mình làm á, mình bỏ vô thì nó bị một cục cục á, thì bây giờ mình phá mấy cái đường này ra, mình cho nó chạy ra đi, nhưng mà tuyệt đối không được cho nó chạy nhiều quá nha, đừng có phá nó lung tung hết, nó sẽ đi theo cái đường gợn. Tức là những cái đường này nè mình phải phá nó ra nè mọi người, nó có hai cái bên hông á, mình phá nó ra đó, mình cho nó tự 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 mây mây lam lam vậy đó. Đó rồi ở đây thì mình Mary lại không muốn cho ở đây nó tụ quá nhiều màu, nên Mary đánh nó tan, nhưng tan ra thì những cái đường vân kia nó phải chạy, nó phải lùa vô những cái đường này nè mọi người, đó thấy không? Cho nên đó, ok, như vậy là mình đã xong được một mẫu rồi đó mọi người. Mọi người thấy có dễ làm không? Rồi bây giờ Mary xin ngừng một xíu, Mary đọc comment. Loan Nguyễn, em lại tưởng cồn kiểu khác ở Việt Nam bán. Cồn đó là ở bên Mỹ gọi là in á, ma bộ in á em. Còn còn ở chỗ khác kêu như thế nào là Marie không có được biết ha. Đó, rồi, bây giờ thì nó đã xong rồi. Thì mọi người sẽ lên cho Marie một cái lớp top nha. Một lớp bay đi, lên lại một lớp bay nữa, tại vì Marie cần, ví dụ như như vậy cũng đã xong rồi, nhưng vì lát nữa Marie cần phải ịn những cái khổng tước này vô, thì Marie cần một chút xíu gọi là cái độ dính á, mình cần một chút xíu độ dính đó mọi người. Đó, mình phủ cái này lên. Mình phủ cái bay lên lại. Mình phủ cái bay lên lại nè, rồi. Thì nó nhẹ thôi. Không cần phải nó phải nhiều, hơn 30 giây thôi mọi người. Tại vì cái gì mình cần ịn thì mình đừng có hơ nó cứng quá. Rồi cái này ở đây Mary dùng là cái khổng tước nha. Đó, cái này rất là đẹp luôn. Cái này thì Mary có bán, hôm nay mới có hàng ha. Còn cồn là Mary không có. Trời ơi, ai ai mà thả tim cho Mary nhiều dữ vậy. Cồn Loan nào vào tay chị yêu của Loan, nó chắc là nó quý Mary dữ lắm luôn á nè. Những cái này là kêu là những cái lá nhũ khổng tước ha mọi người ha. Sorry mọi người. Ok, bây giờ là cứ hò, nó mắc hò, nói nhiều là nó mắc hò à mọi người. Rồi bây giờ nó đã có một cái này rồi, thì mình sẽ dùng một cây cọ, mình dùng cái cây cọ này, mình lấy một chút xíu, mình sẽ lấy một chút xíu. Đó, những cái này nó đẹp lắm mọi người. Đó, mình điểm điểm vô, mình điểm điểm nhẹ nhẹ thôi nha. Và nhớ nha, khi mà mình làm cái này á, mình đừng có thở mạnh quá, nhớ đeo khẩu trang, tại vì nếu mà mình thở mạnh á là nó sẽ bay á, tại vì cái này nó cực kỳ nhẹ luôn mọi người. Đó, lấy cái này ịnh ịnh xuống đó, là và mình đã xong được một mẫu rồi. Bây giờ mọi người muốn Mary làm lại màu khác không thì Mary sẽ làm thêm nè, Mary làm ra màu khác nữa đó. Rồi bây giờ nó khi đã xong rồi nè mọi người, thì mình lên một lớp 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 lớp
lớp top là xong. Đó, lúc này thì mình sẽ bọc đầu móng luôn nha. Đó. Mọi người có thắc mắc gì không ạ? Thì hỏi Mary nè, Mary trả lời luôn cho. Rồi. Đó, như vậy là xong rồi, mọi người có đơn giản không mọi người? Rồi. Ừ, ok, cảm ơn Mỹ Mỹ, cô like xong rồi. Lan Nguyễn bắn tim chiếu chiếu. Hà Phi chào em. Trịnh Hương, Khổng Tước và Vụng Nhún có phải là một không chị? À, nó là, nó cũng nôm na, nó giống như vậy đó em. Tại vì nó toàn là những cái lá nó mỏng lắm, nó mình ấy nhẹ, mình mà thở nhẹ nó cũng bay nữa đó em. Đó, cái này là nó rất là đẹp, cứ em nói Khổng Tước là được. Cái Khổng Tước nó khác với thằng rơm nha, nếu như em đánh rơm xong nó sẽ có cái đẹp khác, nhưng nếu em đánh rơm mà em điểm điểm những cái gam màu tương tự nhưng mà nó có những cái lá như vậy nè, nó gam màu giống vậy. Thí dụ như em đánh rơm màu xanh tím, em có chút xíu cái này em phủ lên tuyệt vời luôn em. Nó điểm điểm giống như là nó, cái thằng rơm nó sẽ làm nền cho mấy thằng này. Đó. Ok ha. Rồi, bây giờ là cái mẫu này của mình nó đã xong rồi nè mọi người nè. Đó, mọi người thấy nó đơn giản chưa? Đó, hôm qua hôm kia gì thấy có bạn nào đó, mấy bạn đó là nó nhờ Marie làm thì hôm nay Marie làm nè. Rồi, bây giờ Marie sẽ làm tiếp một mẫu khác nữa là cái gam màu khác nha. Thì cái này là Marie không cần phải nói nữa đúng không? Cái này là Marie bỏ qua tại vì Marie làm sẵn hết rồi. Thì bây giờ nó mình là mình chỉ bỏ cái cồn lên thôi ha. Rồi. Marie sử dụng cái màu cồn bạc. Marie sử dụng cái cồn bạc ha. Mà không biết sao mà không thấy comment của mọi người nữa rồi, nó cứ chìm chìm. Rồi, trước khi mình làm thì mình sẽ bỏ lên. Mình sẽ bỏ một chút xíu lên ha. Đó, rồi. Cái này nó nhũ á mọi người, nó nhũ á. Mọi người cứ cho nó chạy lung tung đi kệ nó. Rồi xong ha. Mình bỏ lên như vậy rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái màu xanh da trời lên lên trước nè. Mình bỏ cái màu xanh da trời lên trước nè. Dậm dậm nó lên mọi người. Đó, cứ dậm dậm nó, dậm dậm nó cho nó phủ luôn đi. Rồi, ok. Xong rồi, mình sẽ đánh tới cái màu xanh xanh lá. Marie nhiều khi làm gấp lắm, cái cứ chọt 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 đại vô cái nhìn nó, cọ của Marie này rụng lông hết luôn. Kệ. Nhà Marie nhiều cỏ. Kệ nó, cỏ nó rụng này lấy khác ra xài. Nhẹ không có gì ngoài cỏ hết mọi người. À, đâu rồi mọi người, đâu rồi, không có thấy mọi người đâu nữa. Rồi, đây là màu mình đã bỏ vô rồi ha. Rồi bây giờ mình lại dùng cái cây cọ này để mình phá nó ra ha mọi người ha. Thì mình đi nhúng cồn. Đó, mình đi nhúng cồn. Rồi cái này là nó nhiễu quá là mình rút nó ra bớt xíu thôi nha. Rồi mình giữ là một lượt. Đó, mình sẽ cho nó chạy màu nè. Vân đâu rồi Vân? Vân còn đó không Vân? Lớp trưởng của tôi đâu rồi? Đó, mình cho nó chạy màu ha. Nhưng là nó chạy chứ nó vẫn còn những cái đường vân nha mọi người. Đó, thấy không? Nó cứ chạy lam lam màu á. Rồi, hết rồi. Tới đây là cạn kiện nước rồi. Bạn nào á không nói chuyện mà thả tim cho Marie là Marie vô tình Marie dòm xuống, Marie thấy trời ơi, nó lên tinh thần, nó đỡ bệnh luôn á mọi người. Lâu lâu á, hôm bữa giờ Marie không có like được nhiều nữa là Marie dậy nhiều quá. Đó, bây giờ mọi người thấy cái sơn thủy này chưa? Nhà có điều kiện có khác ta. Bé Út, hello em. Trời ơi, Phụng ơi, giờ mới thấy em á. Rồi, Marie bỏ một chút xíu này vô nữa nha. Marie bỏ chút xíu này vô, chút xíu thôi, chút xíu chỗ đó thôi. Tại vì cái màu đó mình bỏ nó hơi yếu á. À, em khỏe không Phụng? Mọi người khỏe không? Mà mọi người nhớ đừng có đi đâu nha, để hợp tác với nhà nước á, để mà cho cái dịch bệnh này nó mau được đẩy lùi á mọi người nhớ nha. Hả, biết sao không, dịch mà đỡ cho Marie mới được đi Mỹ chứ không mà dịch hoài là lãnh sự quán nó đóng cửa, nó nhốt Marie ở Việt Nam hoài nè. Có thương chị Mary không? Thương chị Mary phải ở nhà nha, để cho dịch nó đỡ. Ok nè ha.
Rồi, bây giờ mình để đây chút xíu cho màu nó chạy nè. Thấy không? Mình đừng có cho nó liền liền một màu á, là mình phải đánh ra. Mình phải dậm 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 chỗ này ra để cho đó nè, mọi người thấy nó chạy không? Cái chỗ này nè, nó chạy chạy cưng không? Rất là dễ thương luôn ha. Đó. Đẩy màu đó lên, đẩy màu lên. Ok. Mình lại xong một cái mẫu khác nữa rồi, đúng không? Rồi thì mình sẽ cho cái Mộng Như I love you cô Mary. Con bé này. Như Quỳnh, chị yêu giữ gìn sức khỏe, like nhiều mẫu đẹp. Ừ, chị sẽ còn phải hướng dẫn mọi người nữa chứ. Ok em ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ màu ha, mình sẽ bỏ cái lực, cái cồn trắng nè. Mình bỏ cái cồn trắng. Trời ơi, sao nó khô chết cha, sao nó khô rồi. Cái chai này sao nó dễ khô quá trời. Rồi, rồi mình bỏ nè ha. Đó, mình bỏ mình đại đại vậy đi. Đó, rồi. Mình lấy cây cọ, mình tán nó ra. Đó, tán nó ra. Dầm dầm màu nó ra cho nó lam lam, cho nó lam 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 màu ra. Đó, thấy không? Nhưng mà đừng có dầm quá là màu á, màu nó sẽ đi không có theo ý mình nữa, mà nó chạy tùm lum á. Một khi nó chạy tùm lum là nó màu cái mẫu của mình ra nó xấu lắm mọi người nha. Đó. Rồi ok, nó khô màu rồi. Thì mình sẽ lấy cây cọ, mình dậm dậm nó ra lại. Không có cho nó một đường đâu. Không có cho nó một đường này đâu. Phải dầm nó ra đó. Ok, mọi người thấy chưa? Nó cũng dễ làm lắm mọi người, không hề khó như mọi người nghĩ đâu nha. Nhưng mà nếu làm kiểu này nó sẽ ra được những cái đường vân rất là ok. Mọi người thấy có ok không? Không ok thì Mary xóa cái like này. Mary vô Mary luyện công tiếp. Rồi chừng nào thành chánh quả là ra là chia sẻ tiếp. Đó, cái chỗ này nó đậm đậm là do cái ánh đèn á, mọi người đánh nó ra đó. Ok nè, là do cái ánh đèn để gì nó đậm này, mà thật ra để gì nó rất là đẹp nè. Ha. Trời ơi. Trịnh Hương ok luôn chị ơi, chị cảm ơn Trịnh Hương. Cô dặm bằng nước gì vậy? Nguyễn Ngọc, đây nè cô Mary lấy cây cọ này là cô Mary mà vẽ tranh á. Cô Mary bị hư rồi, bữa để di chuyển tới lui dọn nhà cái này bị quéo. Cái Mary lấy ra, Mary dặm lấy để làm cái vân đá ma bồ này luôn. Trời ơi, ai thả tim vô thích quá à. Rồi đó, cái này là cọ số 6 và Mary dùng là dùng ancol đó, cồn đó. Ở Việt Nam mình gọi là ancol, cồn, ở bên Mỹ gọi là alcohol ha. Đó thì bây giờ nó đã xong được một mẫu rồi, bây giờ thì mình lại 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 điểm một chút xíu. Mình bỏ bay vô, mình bỏ bay lên nó thì nó hơi lâu mọi người. Mấy thì mình chỉ cần bỏ có chút xíu thôi, thì mình điểm chút xíu nè, mình điểm chút xíu cái gì đó, cái khổng tước lên đó, thì mình bỏ chút xíu top lên được rồi. Rồi mình sẽ lấy cái khổng tước này ha, để mà mình bỏ nó lên đó. Mình dập một ít lên. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tình cảm của mọi người để dành cho Mary. Hôm nay chính ra Mary bệnh á, Mary đâu có ấy được đâu, nhưng mà thấy ngày mai rồi, ngày mốt rồi cũng chưa có rảnh nữa, ngày mai lại có chuyện của ngày mai. Thế là Mary nó thôi, Mary tranh thủ cái này cũng đơn giản, Mary tranh thủ Mary like giúp mọi người luôn để mà mọi người đợi. Tại hôm qua hôm kia gì á, Mary post lên đó, cái có mấy bạn nhờ đó, nhờ là livestream giúp á, cho nên là Mary thấy cái này cũng đơn giản. Với lại lỡ hứa nhưng mà với các em rồi là sẽ livestream trong nay mai, cho nên là trước khi Mary nghỉ ngơi á, thì Mary sẽ like để cho các em biết đường làm cho sớm. Nhiều khi người ta đang nôn nôn, người ta làm gì mà mình cứ trì hoãn hoài, người ta mất cái lửa đi, và người ta cũng biết đâu bữa đó khách ta vô người ta đòi rồi lại không biết làm ha. Rồi bây giờ Mary ịnh một xíu khổng tước lên rồi, Mary cho hơ ơ chết cha ơi, đổ đổ rồi mọi người ơi, đỏ thấy chưa. Thôi Mary đẩy lại đi, cảm sao Mộc Nhi. Cồn bao nhiêu độ? Ok luôn chị ơi. Nguyễn Ngọc, cồn bao nhiêu độ? Cồn bao nhiêu cũng được em, miễn là cồn là được em ha. Rồi Mộng Nhi, nghe cô nói chuyện thương cô, trời ơi mọi người nhớ thương cô nha, thương cô hoài luôn á nha. À,
Lê Phụng, em nhớ cô quá, em lên Sài Gòn được em đem quà dưới quê lên tặng cô. Trời, Phụng này mỗi lần lên Sài Gòn hả là nó hay tặng quà dưới quê, tại Marie là người ở Sài Gòn nhưng rất thích những đồ quê. Những đồ dưới quê nó thích lắm mọi người, mà thích cũng thích sống ở dưới quê nữa. Ai chê quê quê chứ tôi hả, tôi mê. Loan Nguyễn thương thương. em cũng giống chị, dịch bị giam hồ sơ rồi chưa đi được nè. Trời ơi Út ơi, chứ có khi hay nào hai mình đi chung Út, có nhớ nha, hễ có lịch phỏng vấn nhớ hú nghe. Dạ em cảm ơn cô đã chia sẻ, có gì đâu bé Ngọc. Trời ơi, nó đơn giản như vậy á mà, mình thương Marie là được rồi. Thì ví dụ như trong cái lúc mà Marie la như vậy nè, thì mọi người thấy là bài của Marie hữu ích hoặc là có giúp gì được mọi người á, thì Marie mong mọi người là mỗi người một người cho Marie một lượt chia sẻ nha, để mà cái bài của mình nó hiện lên nó cho các bạn khác học luôn và chia sẻ giúp cho Marie luôn ha. Là Marie cảm ơn mọi người rồi, Marie không dám la, không mới dám chia sẻ, sợ rồi. Ok rồi, bây giờ mình lên top là xong rồi mọi người ha. Rồi mà những bây giờ mọi người còn muốn Marie lặp lại nữa ha, muốn muốn Marie lặp lại thì Marie sẽ làm lại. Dung Nguyễn, cây cọ rửa bằng gì để rút cồn loang vậy cô, là ý của em hỏi là như thế nào em Dung? Cây cọ rửa bằng gì để rút cồn loang là sao ta? Thì khi em rút cồn loang xong á, em rút cồn loang xong em, no, cái này cô đâu có rút cồn loang đâu, cô đâu có dùng cây này để rút cồn loang đâu em. Cô hiểu em nói rồi, cô chỉ dùng cái cây này. Ok Dung Nguyễn, Marie chỉ dùng cái cây này để Marie lấy cồn và Marie đẩy cái cồn loang màu, chứ Marie không lấy cái này để Marie lấy cồn màu nha. Rồi bây giờ Marie làm lại một cái đi cho bạn Dung Nguyễn này mới vô nè. Đó thì Marie sẽ làm lại một lần nữa đi để cho mọi người nhìn cho nó kỹ, và có nhiều vấn đề gì đó thì mọi người sẽ hỏi Marie luôn nha. Rồi ok, đây là cái mẫu thứ hai là mình đã làm, thì nó khác cái mẫu kia một chút xíu đó. Hai cái này là Marie mới làm nè mọi người. Mọi người thấy có được không ạ? Mọi người thấy có được không? Không được hả? Im lặng là không được đúng không? Im lặng là không được. Cả không được cũng làm nữa. Làm bộ hỏi gì thôi. Ok, để cô làm lần nữa. Xin lỗi cả nhà, Marie uống miếng nước một cái nha. Ok, Lê Phụng, ok phải không em? Trời ơi, Lê Phụng nó chia sẻ bài giùm rồi kìa. Cảm ơn em nhiều nha. Bác sĩ nói Marie một ngày phải uống 2 lít rưỡi nước, nụ tam thất. Marie uống khùng luôn, uống thì đơn giản lắm. Nhưng mà cái chuyện mà đi toilet mới sợ. Uống hoài cái nó đi hoài hả mọi người. Rồi đây là một cái mà mình đã làm sẵn rồi. Thì nói qua cho bạn Dung Nguyễn mới vô nè. Hằng Nguyễn chào cô, ok. Chào Hằng Nguyễn nè. Thì Marie sẽ nói cho Dung Nguyễn nghe nè. Là trước khi mình làm cái này á, là mình đã có lớp bay ở dưới, và mình lớp bay xong, mình hơ xong là mình ịn cái giấy bạc lên và mình top lại, và mình bỏ cái gì ta, mình bỏ cái bỏ top á, xong rồi là em bào nó đi, em bào nó đi rồi em làm ha. Rồi Marie sẽ lấy một cái gam màu khác. Marie đó, chỗ mọi người thấy đổ uổng quá, tiếc quá. Chỗ Marie tiết kiệm lắm á mọi người. Có điều kiện mà tiết kiệm lắm. Ừ, là hình như mình tiết kiệm cho nên mình mới có điều kiện hay gì á. Hello Melinda. Hello, how are you? Thấy Marie nói tiếng Anh ghê không? Thấy ghê. Chờ bắn đại kệ, ai hiểu. Rồi, mình vẫn phải để lên một chút xíu. Thường là cái cách của Marie là Marie hay để miếng cồn mà cồn bạc, cồn loang bạc lên đó mọi người. Marie cho cái nền nó đậm trước. Tại vì thường cái Marie làm cái này cũng giống như Marie đang là sao ta? Tại vì Marie học màu nước ở bên mỹ thuật á, cho nên là cái cách thả màu của Marie nó hơi giống cái cách mà Marie làm màu nước á. Ok ha. Rồi bây giờ mình đã bỏ được cái nền xong rồi đúng không?
Thì bây giờ mình bỏ cái màu xanh, mình bẩn nè, bỏ nè. Hồi nãy mình bỏ bên kia, mình bỏ xéo qua đây. Rồi mình dặm màu, ok, mình cứ để đó. Mình dặm màu xong mình để đó, không có sao hết. Rồi ở đây mình bỏ chút xíu màu tím nè. Thấy không? Cứ bỏ vô, đừng có lo lắng gì hết. Có cách lấy ra hết nha mọi người. Rồi ở dưới đây mình bỏ một cái màu khác. Trời ơi, nhận mới bỏ vô nhìn dữ dằn thiệt chứ. Không sao hết ha mọi người. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái cây cọ này. Mình dùng cây cọ này ha, để mà mình lấy cái cồn alcohol đó. Rồi mình lấy một miếng cồn. Mình lấy mà nó đẫm nước như vậy thì mình rút bớt xuống. Mình rút bớt xuống ha. Rồi mình đẩy cho nó đi nè. Thấy không? Chấm nè, mình chấm nè. Đó. Đó, mình chấm, nhưng mà mình chấm nha, mình chấm để cho cái nó lủng lỗ và nó tạo cái loang, chứ không được chà. Mọi người chà là nó chạy màu tùm lum hết à nha, không được chà đĩa nghe. Trời ơi, mấy bạn bay lắc gì mà chà đĩa là chết luôn, là không hợp vô môn này, là nó không hợp rồi nha. Cái này mình chỉ chấm 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 thôi đó. Ok ha. Rồi bây giờ cái cọ mình đã khô rồi, mình lấy tiếp cồn tiếp nữa, và mình thấy nó hơi đẫm màu nè mọi người. Mọi người để Marie đã. Mọi người thấy nó hơi đẫm màu, rút nhẹ cái màu nó ra ha. Rồi mình lại rút, mình lại chấm chút xíu. Đó, chút xíu chật màn hình này nè. Đó, mình lại chấm chút xíu đó, mình cho nó loang ra. Và ở đây là đó, mình lại cứ cho nó dập dập màu cho nó phá. Nhưng mà nó vẫn phải còn những cái đường vân đá nha mọi người. Đó, cái này là còn một cái gam màu khác nữa. Đó, mình sẽ cho màu nó không được mất đi những cái đường gân. Rồi, cái màu này của mình, cái màu này của mình đó là nó đang bị đậm á mọi người. Sao Marie không thích marble mà nó đậm nha, Marie thích chỉ nó nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mình lại thấm ra tiếp nè, thấy không, là mình chỉ chấm, mình chấm rồi mình cho những cái lằn màu này nó chạy đi đâu nó chạy ha. Đó đó, nó chạy nè, đó thấy không, thấy mọi người thấy nè, cái cồn này của mình nó thấm tới đâu là nó đi tới đó luôn đó. Rồi mình cứ cho nó chạy chạy màu nè, tan cái màu ra bớt đi cho nó nhìn, nó đừng có dữ dằn quá. Nó đi sống thích dữ dằn nha. Rồi, thích cái gì nó nhẹ nhàng à. Rồi, ở đây màu nó đậm quá. Lấy bớt màu ra. Lấy bớt màu nè. Đó, mọi người thấy có dễ không à. Marie đang hướng dẫn, Marie khoan hẳn trả lời tin nhắn, bình luận nha, comment nha. Rồi, tại vì Marie hôm nay là từ cái bữa dịch tới giờ mọi người là không có ai phụ Marie hết. Kể cả lên đơn hàng cũng vậy đó, Marie không lên nổi luôn. Tại vì khách của Marie ở nước ngoài nhiều, một đơn hàng nhiều lắm mà Marie hôm nay cũng không làm nổi luôn. Cho nên là Marie không có lên nổi, là từ từ mọi người đợi Marie nha. Không phải Marie không cần bán hàng, trời ơi bán hàng sao không cần, không cần bán hàng chi mọi người. Nhưng mà tại vì hôm nay nó mệt đó mọi người, nó bị dồn. Tại vì công việc không có ai giúp á, không có ai giúp, nó bị hôm nay Marie phải đi ship hàng luôn đó. Chứ Marie có phải đi ship hàng đâu mà Marie hôm nay phải tự đi ship hàng luôn á. Nhập hàng ship hàng có một mình ên à. Tại vì Sài Gòn hôm nay đang bị gọi là chuẩn bị, nếu mà diễn biến nặng nữa là mình sẽ phải phong tỏa, hơi bị căng á nha mọi người. Rồi bây giờ là tới đây cô bán gì vậy cô? Bán đồ nail á bụng, nhưng mà bán đồ nail để vẽ thôi em mà, chứ không có bán mà đủ thứ nước sơn đâu, là Marie không có. Nhưng mà Marie có một cái bạn bán nước sơn rất là đẹp luôn, thì mua của cái bạn đó là ok đó. Rồi ok ha mọi người. Đó mọi người thấy nè, Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn em còn ở đó không, em còn coi không? Đó đó. Rồi bây giờ là mình bỏ cái khúc này, là mình cái kia, cái luôn luôn cái màu này mình bỏ sau cùng. Mình không có bỏ cái màu này cùng một lúc với lại ba cái màu kia ha. Rồi bây giờ mình bỏ. Trời ơi cũng may mình tự mình nhốt mình nữa, chứ mình mà đi lang bang chắc ho ho kiểu này chắc y tế nó hốt mình quá, sợ lắm. Rồi đó, nhớ nha. Marie bệnh nhưng mà Marie trong phòng, Marie lây chim, không có lây bệnh cho mọi người. Mọi người đừng có sợ Marie nha. Marie ý thức lắm á. Mình rất là ý thức. Còn có chuyện mình bị là mình hên xui thôi. Đó. Chứ mình, trời ơi, mình kỹ lắm. Nhưng mà kỹ với mình kỹ, người ta không kỹ thì cũng thua. Đó. Đó, mọi người cứ cho nó. Đó, nó chạy màu rất là đẹp chưa.
Ok, phụ. Đó. Mong là hết dịch đi Sài Gòn đi ha, rồi rồi gặp nhau một bữa Phụng ơi. Rồi mọi người thấy ok không ạ? Thí dụ như trong cái quá trình mình làm á, mình thấy nó không có được như ý của mình thì mình cứ dùng cái cồn á, mình loan nó ra và mình phá theo cái ý, nhưng mà mình cũng phải di màu từ từ nha. Mình cho nó chạy màu từ từ, chứ mình không có chọt tùm lum tùm la đánh gọi là vô tội vạ luôn là chết. Mình làm biết là nó loang tùm lum nhưng mà mình cũng phải cho nó loang theo một cái kiểu nhất định đó, mà mọi người thấy nè, đó rất là dễ đúng không mọi người? Ok Dung Nguyễn, em xem em thấy dễ không, em thấy dễ không Dung Nguyễn? Nguyễn Ngọc, cô nói chuyện cưng quá, mong được cô chia sẻ nhiều. Trời ơi, cô cưng là tại vì mấy em á, tại mấy em dễ thương thì cô phải nói chuyện cưng với mọi người chứ, không lẽ giờ cô hả tự nhiên cái mọi người đang dễ thương mình ào 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 mình khẩu nghiệp, trời ơi thôi không được, phải nói chuyện đàng hoàng. Ok phụng, Dung Nguyễn là Thiên Bình Nguyễn đó. Dạ, em nhớ chị Thiên Bình Nguyễn là chị Dung mà, em còn nhớ từng chi tiết của chị luôn đó. Đó rồi bây giờ cái này ha, mình sẽ bỏ một chút xíu. Ví dụ như hồi nãy nè, Marie vẫn là Marie bỏ một chút xíu khổng trước lên ha. Marie bỏ một chút xíu khổng trước lên thì cái bây giờ vậy nó không có dính đâu mọi người. Mọi người á biết sao không? Lấy miếng thóp nè, lấy miếng thóp quẹt quẹt nhẹ 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 nè. Nhẹ thôi. Tại vì cái trời ơi nói hủi cà lâm luôn à. Cái khổng tước này á là mình chỉ điểm điểm nhẹ nhẹ thôi thì mình sơn luôn móng á, nó hao tốn mà nó lâu nữa, cho nên là mọi người cần để chỗ nào mọi người ịn nó vô miếng đó nè, thấy chưa, ịn nè cái này nha. Đặc điểm của nó là thể mà nó thấy ẩm một cái là nó hít một cái là vô liền luôn mà mọi người. Đó cái này Mary có bán hàng, hàng này cũng tương đối là không có phổ biến nhiều đâu, hồi trước Mary đâu có bán đâu, nhưng mà nó bị hôm nay nó còn được hàng á mới lôi ra. Cái này là gọi là hàng bị sót đó mọi người, là nó rớt ở trong cái chỗ để hàng của Marie, Mahori không nhìn thấy, ai hỏi Marie đều nói là hết rồi, nhưng mà thực tế là nó còn. Hôm bữa Marie nói mọi người là nó hết nhưng mà hôm nay á bị ế hằng hà luôn mọi người, mà đẹp lắm mọi người ơi, 50.000 hũ đẹp lắm, trời ơi cái này thị trường cũng hiếm lắm mà không phải có nhiều ha. Đó điểm điểm nó vô một chút xíu. Ê nhưng mà gì nè, cho dù có gấp cỡ nào gấp nha, phải ập anh này vô trước, bị sao cái này á mà một cơn gió lạ nha, mà nói chuyện hoặc là cười hay cái gì á mà nó bật cái hơi ra một cái nghe là lập tức là nó bay hết trơn của mình luôn. Rồi bây giờ nó được như vậy rồi. Đỗ Yến Lê Phụng nhớ cô quá rồi. Đỗ Yến chị ơi, chai nước trong chị cho lên đầu tiên, nó vẫn là cồn luôn em, đi nè để chị xoáy nó lại cho, đi nè 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 nhìn đi nè, nó là cồn á em, đó em thấy nó là cồn loang, khi mình xài mình lắc lên nè. Thường Marie làm Marie không có để màu lên thẳng trước đâu, Marie cho một lớp cho nó ẩm, đặng chi khi mình bỏ màu lên á, một một cái lớp ẩm mà nó trong trong như vậy nè mọi người, rồi khi mà mình bỏ màu lên cái là nó chạy, là nó có nước mà nó dẫn nước mà nước bắt đầu nó chạy, xong rồi Mari chấm một chút xíu bạc lên là nó ra những cái hiệu ứng nhìn nó dễ thương lắm, nó dễ chạy màu hơn là mình bỏ màu lên nha mọi người. Đó để Mari dẹp bớt qua đây đi để đổ đổ đó đổ mới rồi đó. Đó ok chưa, rồi bây giờ là Mari hả, bỏ vô Mari hơn cái Mari đọc comment của mọi người. Dung Nguyễn nè, bây giờ chị trả lời Dung Nguyễn nè, ý em hỏi là cái cồn cô chấm lên cây cọ để điều chỉnh loang đó cô, giờ giờ em coi là thấy cồn rồi, ok em, vậy là em đã hiểu rồi đúng không? Nếu như em chưa hiểu là Marie ngồi đó giải thích với em hoài luôn, nào hiểu thì thôi, nhưng đừng có ai dạy hỏi Marie nha, hỏi Marie mà hả, Marie chưa thấy chưa hiểu Marie giải thích hoài luôn á, giải thích khỏi ăn cơm no luôn. Ok vậy là ok rồi em ha. Lung linh luôn, dạ em cảm ơn chị Dung. Hoàng Kiều, cô ơi cô có xóa video không? Trời ơi Mary không có xóa. Xóa làm chi để cho mọi người coi. Xét cồn loan này cô không có bán Ngọc ơi, cô chỉ hướng dẫn giúp mọi người nhưng mà có bán cái này nè. Đó, có bán cái này nè, thì cái này có, cái này 50 ngàn. Quyên Phạm, em vừa vào chưa xem được chị ơi. Trời ơi, thấy thương vậy mới đi làm về hả?
Em hiểu rồi, cảm ơn cô, cảm ơn Dung Nguyễn. Hình như Dung Nguyễn cũng đang chờ hồ sơ giống như Marie đúng không? Trời ơi, khổ quá. Hơn một năm rồi đó mọi người. Giấy tờ hơn một năm rồi đó. Đó, bây giờ vậy là bây giờ là mình lên cái top luôn ha, là xong ha mọi người. Đó. Và nếu như mọi người muốn làm cái nền đó mà để làm vẽ mà gọi là vẽ hoa văn lên á thì mọi người làm cái nền nó đậm nó lợt xuống một chút xíu và không cần có đường gân nhiều vì nó còn có cái hoa văn nó che lại rồi, không cần. Thì nếu như mình làm cái này mà cái marble này nó đứng gọi là nó chỉ cần một mình nó không làm gì nữa thì mình phải cho nó những cái đường vân nó nổi lên, còn nếu như mà mình vẽ những cái mẫu như thế này nè thì mình tuyệt đối mình đừng cho vân nhiều quá. Tại vì sao? Khi mình vẽ vân nhiều quá đó là những cái đường hoa văn mình vẽ nó sẽ bị nuốt. Tại vì sao? Trên nguyên tắc của nó là hoa văn á, thì nó phải nổi lên và nó có nền, nó chỉ làm nền để cho hoa văn nổi lên thì cái nền nó không được sáng hơn cái hoa văn. Nếu cái nền sáng lên á, là phải dùng màu trắng hoặc là màu khác để cho nó nổi lên lại, phải biết cách sử dụng màu nha, mà mình không biết cách sử dụng màu là nó không ra được đẹp đâu đó. Thì Marie đã đó nó làm xong cái mẫu này rồi đó. Trời, bạn nào mới vô tiếc quá à. Ok, Đỗ Yến, em đi làm đi. Em đi cẩn thận nha. Nguyễn Thị Ngọc Hân, lớp lớp Dư chị cũng lớp Dư em. Em hồ sơ em hơn một năm diện vợ chồng. Trời ơi, sao kỳ vậy? Chưa được ấy luôn hả? Em chưa được complete luôn hả? Cô có bán cọ vẽ hoa văn không? Có chứ phụng cô, bữa giờ cô bán ở trên mạng âm nè. Đó, mọi người nhìn nè. Vẽ hoa văn đơn giản thôi. Vẽ một cái 7 phút, vẽ một cái 7 phút có 5 bạc. Đúng không? Ngon không? Rồi, ok. Thì bây giờ chắc là cái livestream này á hả? Cô có cái livestream này Marie sẽ dừng ở đây nha, vì Marie đã làm là 3 mẫu rồi. Thì các bạn nào mà mới vô đó, các bạn xem lại, Marie không bao giờ xóa cái gì trơn á. Trời ơi, hướng dẫn cho người ta mà là làm sao mà phải xóa, xóa rồi người ta làm sao mà coi. Mình rảnh lúc nào mình ra like lúc đó, rồi người ta rảnh lúc nào người ta coi lúc đó, chứ xóa làm gì tụi em. Nguyễn Thị Ngọc Hân thích quá à, giờ ngủ mà cũng phải coi. Cảm ơn em nha. Đó là đây nè, không mọi người thấy không, Marie làm nó rất là đơn giản nào. Cái hổng tước này Marie có bán, hổng tước và rơm thì Marie có bán nha, cọ Marie có bán, nhưng mà cái cồn là Marie không có bán. Rồi mọi người xem video mà nếu cảm thấy mà nó hữu ích thì Marie chỉ xin một lượt là chia sẻ thôi là Marie cảm ơn rồi. Rồi có gì thì cứ comment vô cái ở dưới cái bài này, Marie sẽ trả lời hết. Mà tại vì mọi người thông cảm giúp Marie biết gì không, dạo này đi thả thính khắp nơi cho nên nó người ta hỏi nhiều dữ lắm mà trả lời đâu có kịp đâu, cho nên nó bị chậm. Cho nên trong tương lai chắc là sẽ đi thả thính ít lại, hoặc là đi Mỹ là sẽ hết thả luôn, thả ít ít gì vừa đặng còn biết đường trả lời. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi bây giờ là mai mai hoặc là mốt gì á là Marie sẽ quay lại cái vụ này, quay lại thích không? Thích thích Marie làm cái này không? Mọi người có thích mà cọ nét không thì Marie làm cọ nét nè. Nguyên Phạm. Nó, ừ, không có gì đâu em. Trời ơi, mọi người quý chị là chị vui rồi, chị chia sẻ với mọi người không sao đâu em. Em có gì em coi lại em không hiểu thì em hỏi lại nha, Marie sẽ chỉ nha. Cảm ơn cô đã chia sẻ. Trời ơi, cảm ơn Marie hả? Cảm ơn Marie, là Marie quý lắm á. Rồi thì bữa nào á Marie sẽ đây, Marie sẽ bữa nào á mà Marie khỏe nữa đó, tại Marie nhiều bộ môn quá. Cho nên bữa nào mà Marie khỏe nữa thì Marie sẽ chơi qua vụ này. Đó, Marie sẽ chơi qua vụ này với mọi người nha. Thích lắm chị ơi. Bay qua Mỹ gặp chị ở Mỹ. Ok em nha, Ngọc Hân. Ngọc Hân em ở Mỹ hả? Qua wow, bạn nào thả tim cho Mary. Mary thích quá. Hi hi a hi hi thích quá. Có màu này luôn hả Mary? Dạ chị hỏi em màu gì chị? Chị hỏi em màu gì? Nè, mọi người em thích cái vụ phong cảnh này lắm nè cô. Trời ơi, bé Nguyễn Thị Tú Quyên giờ nó mới xuất hiện ha, nãy giờ giấu mặt nghe. Chưa chia sẻ cho tôi gì hết trơn á.
chia sẻ đi, mọi người chia sẻ với Mari vui. Mari mau hết bệnh. Năn nỉ, năn nỉ. Em thích cái vụ phong cảnh này. Ừ đúng rồi, để vài bữa. Melinda, hello, hello, love you. Rồi, bây giờ làm bữa nào Maria rảnh á, Maria chống giờ dậy á, tại Maria dạo này tham tiền á. Dạ, chị Dung, chị hỏi em gì ạ, Hoa Văn á? Cô chỉ là trúng nước mưa thôi, Phụng ơi. Cô trúng nước mưa rồi, nhiều khi á, đi cái gần về tới nhà, xong cái hả, Maria cố chạy á, cái bị dính miếng, cái mỗi ngày dính miếng, cái hôm nay nó ho luôn. Mà đâu dám ho, đâu dám đi ra đường nữa mọi người. Biết sao, thứ nhất là ghê gớm quá, thứ hai lỡ là thấy mình ho, người ta kêu y tế bắt mình sao thôi, ở trong nhà luôn. À, Ngân Võ chịu like, cảm ơn Ngân Võ nha. Rồi bây giờ nè, bữa nào Marie sẽ khỏe, Marie sẽ làm hết, Marie sẽ hướng dẫn hết, rất là đơn giản luôn. Thì có gì mọi người cứ theo dõi cái Facebook của Marie nha. Rồi bây giờ thì mọi người ăn cơm nè, nghỉ trưa. Rồi các bạn bên nước ngoài thì đi ngủ nè. Marie chúc mọi người ở Việt Nam thì ăn cơm ngon, ăn cơm vui vẻ. Ở bên Mỹ là ngủ ngon nha. Rồi có chuyện gì thì có thắc mắc gì thì hỏi Marie nha. Chân chân, chị khỏe rồi, chị chưa có khỏe đâu. Dạ ok, chị Thiên Bình Nguyễn. Rồi Marie chào mọi người nha. Marie chào mọi người, Marie kết thúc đây.